Xin chào quý vị các bạn. Hôm nay mình sẽ dẫn quý vị các bạn đến thăm một vườn quất thế. Vườn quất thế này rất đẹp các bạn ạ. Vườn này có địa chỉ tại thôn Trấn Đông, xã Hòa Long, huyện Yên Mỹ, tỉnh Yên các bạn nhé. Và mình tiếp tục để số điện thoại trên màn hình để quý vị các bạn có nhu cầu mua thì liên lạc với anh chủ vườn. Vườn này rất đẹp. Anh chủ vườn đòi là 280.000 một cây. Và mình dẫn quý vị các bạn đi một vòng để tham quan vườn quất này các bạn nhé.